Minasan konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học Nhật của anh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề thi ngữ pháp mới nhất tính đến thời điểm hiện tại. Đó là đề thi N2 tháng 7 năm 2024. Đầu tiên là môn đai 7, môn đai ngữ pháp trong câu, câu số 31. Takkyu Club no Yamatani-san wa okina taikai de nando mo yūshō shite iru no ni watashi nanani mada mada desu yo. Tôi ít y tế rự mà đệ sai bakari và nang cả thì các bạn thấy có watashi đằng sau sẽ là một cái chúng ta phải điền, và mọi người để ý là thấy có cái từ mada mada desu đúng không, có nghĩa là vẫn còn thiếu sót, vẫn còn gì nhỉ, vẫn còn chưa ổn. Vậy thì chúng ta sẽ cần một cái ngữ pháp để diễn tả cái sự khiêm nhường, khiêm tốn. Vậy thì trong bốn cái phương án này thì chỉ có phương án số mấy thể hiện điều đó? Đó là số 4, nang ka, đúng nhỉ? Watashi nang ka mada mada desu, có nghĩa là cỡ tôi ấy thì vẫn còn thiếu sót nhiều lắm, nên là chúng ta sẽ chọn phương án 4 nhé. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Mặc dù cái cậu Yamatani ấy của câu lạc bộ bóng bàn, cậu ấy đã vô địch rất là nhiều lần ở trong các giải đấu lớn. Thế nhưng mà lúc nào cậu ấy cũng nói là cỡ tôi thì còn kém lắm, còn thiếu sót lắm. Một made thì chúng ta thường dịch made là đến, dùng để mở rộng phạm vi đúng không? Ví dụ như là nếu mà dùng với watashi made thì sẽ là party ni watashi made yonde kurete arigato. Cảm ơn vì đã gọi đến cả tôi tới bữa tiệc đúng nhỉ? Đây không mang tính chất như thế, chúng ta không chọn nhé. Số 2 là sae, là ngay cả, nó dùng để diễn tả cái sự bất ngờ, đến cả, ngay cả. この問題はとても簡単だから私さえ解ける、chẳng hạn. Bài này nó quá là dễ cho nên là đến cả tôi cũng giải được. Bakari là toàn, chỉ đúng không? Saikin watashi bakari zangyo shiteru, gần đây thì chỉ có tôi, toàn tôi là phải làm thêm thôi. Không phù hợp với ngữ cảnh nên là 4 là hợp lý nhất này. Nankā giống như là nado hoặc là nante, nó có thể dùng để diễn tả cái sự khiêm tốn, đôi khi là diễn tả cái sự coi thường, khinh miệt, tùy vào từng cái ngữ cảnh này chúng ta chọn. Câu số 32. Kế tai điện thoại o hitori ichidai motsu no wa atarimae to iwareru gendai de watashi no you ni kế tai điện thoại nashi de seikatsu shiteru hito wa nanani iru no daro ka. Chúng ta cùng theo dõi cái câu dẫn người ta cho gì đây. Ở cái thời hiện đại này là cái thời đại mà người ta nói là cái việc mỗi người có một cái điện thoại di động là điều atarimae, là điều đương nhiên, là điều tất nhiên. Thì các bạn thấy đuôi câu người ta sử dụng hình thức là no daroka, là một câu hỏi này. Đấy. Để chúng ta xem nhá. Cái người mà sống, cái người đang sống mà không có điện thoại như tôi thì có. Vậy đặt ra câu hỏi, vậy chúng ta có thể hoàn toàn đoán ra theo cái kiểu tiếng Việt đó là có bao nhiêu đúng không? Có bao nhiêu người sống mà không dùng điện thoại di động như tôi trong cái thời đại như thế này? Vậy thì chúng ta sẽ dùng một ngữ pháp diễn tả cái câu hỏi. Vậy thì các bạn sẽ xem cái ý nào. Từ đầu tiên là domo. Domo thì các bạn quen thuộc nhất là nó dùng với lại những câu cảm ơn đúng không? Domo arigato, domo sumimasen. Ngoài ra domo còn mang nghĩa là hình như nó dùng với lại những cái ngữ pháp như là mitaida hay là soda, yoda, dùng để nhấn mạnh cái sắc thái. Chẳng như là domo kare wa konai yo desu, có nghĩa là hình như là anh ấy không đến. Đây không phù hợp với cái sắc thái như vậy đúng không? Cả câu cố định dạng domo sumimasen lẫn là diễn tả cái sắc thái phỏng đoán hình như, nó không có những cái ngữ pháp mà chúng ta vừa liệt kê lên là số 1 là không chính xác nhá. Số 2 dorehoto. Đúng rồi. Dorehoto có nghĩa là bao nhiêu, đến mức nào. Nó giống như là donogurai ấy, chẳng hạn như là karega dorehodo noryoku shita ka, shitemasu ka, là bạn có biết là anh ấy đã cố gắng bao nhiêu không? Vậy đây là liệu rằng có bao nhiêu người đang sống mà không có điện thoại di động, đúng nhờ? Vậy là chúng ta sẽ phải lựa chọn phương án số 2 là phương án chính xác. Số 2 này đi bằng là phù hợp nhá. Tiếp theo, phương án số 3 là doshitemo. Doshitemo có nghĩa là dù thế nào, nhất định. Ví dụ chúng ta phải nói là doshitemo mani awanai,
có nghĩa là dù thế nào thì cũng không kịp đâu, làm thế nào cũng không kịp đâu, hay là Dos temo kono shigoto owara setai, dù thế nào tôi cũng muốn kết thúc cái công việc này, cũng không phù hợp. Donani thì chúng thay đi kèm với ngữ pháp temo, có nghĩa là cho dù như thế nào chăng nữa. Donani hantai saretemo jibun no yume o akiramenai, có nghĩa là dù có bị phản đối thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn từ bỏ cái ước mơ của mình, nên là chúng ta sẽ không lựa chọn được. Đúng ở đây phải là số 2 mới chính xác. Tiếp theo này, chúng ta sang câu số 33. Hanayamashi ではキュウリやトマト、ナス、夏の野菜が多く生産されている。Ở thành phố Hanayama ấy, thì có rất là nhiều loại rau mùa hè được sản xuất. Đằng trước các bạn thấy có những cái loại rau cụ thể đấy là gì? Đấy là kiwi, đấy là dưa chuột, đấy là tomato cà chua và natsu cà tím. Vậy thì cái ngữ pháp dùng để liệt kê chúng ta sẽ dùng cái nào? Tosuru, nikansuru, toita hay là nisota? Chắc chắn chúng ta sẽ chọn phương án số 3 là ni số 3 là toita rồi đúng không? Như là tiêu biểu như cái này các bạn được học ở N3 rồi, N2 người ta cũng có trình bày lại ở giáo trình Shinkansen. Đúng đây phải là số 3 nhá. Đằng sau là một cái gì nhờ, một cái từ chỉ chung chung, ví dụ như là Natsu no yasai là rau mùa hè, đằng trước là các cái ví dụ cụ thể. Đấy, chúng ta sẽ lựa chọn phương án chính xác là phương án số 3. Tosuru là coi là xem là, không đúng. Ví dụ như là Nikai chikoku o shitara ikkai kesseki tosuru, có nghĩa là nếu như muộn 2 lần ấy, thì coi như là 1 lần vắng. Nikansuru thì quá quen thuộc rồi, là liên quan đến đúng không? Ví dụ như là kono kenkyū kankyō hogo ni kansuru mono desu, cái nghiên cứu này là cái thứ mà liên quan đến bảo vệ môi trường. Nisota là dựa trên đúng nhỉ? Ví dụ như là horitsu ni sota kodo là những cái hành động mà dựa trên, những hành động theo pháp luật. Không đúng, đúng đây phải là số 3. Câu số 34 này. Kare to wa suu nen mae ni senpai no kekkonshiki de zutto atte inakatta. Atta kiri, atta bakari ka, atta dake ni, atta tokoro. Các bạn thấy về trước người ta nói là gì đấy? Ở đám cưới, ở lễ kết hôn của tiền bối vài năm trước. Đây là động từ gặp đúng không? Vậy là gặp anh ta. Gặp anh ta ở đám cưới của tiền bối vài năm trước, về sau là tôi không có gặp nữa. À vậy thì chúng ta sẽ cần một cái ngữ pháp như thế nào? Các bạn thấy này, số 1 atakiri. Takiri dùng để diễn tả là sau khi A thì trạng thái phủ định B phía sau kéo dài. Vậy chúng ta thấy hoàn toàn phù hợp khi đằng sau người ta dùng dạng thức là atenakata đúng nhờ. Chúng ta sẽ chọn luôn phương án đúng là một nhá. Sau khi A thì B gì nhờ, là một trạng thái phủ định kéo dài đến tận hiện tại đúng không? Số 2 là atabakarika, các bạn được học bakarika có nghĩa là không chỉ A mà còn B, A đã quá đủ rồi, vậy mà còn thêm cái B nữa, chồng chất vào. Ví dụ như là Kanojo wa chikoku shita bakari ka, usomo tsuita. Đúng nhỉ? Cô ấy thì không chỉ là đến muộn, lại còn nói dối nữa. Đến muộn đã là quá đủ rồi, lại còn chồng chất thêm cái tội nói dối. Số 3 là atta dake ni. Dake ni có nghĩa là chính vì A mà kéo theo B là một cái đương nhiên hoặc là bất ngờ. Đấy, ví dụ như là Hisashiburi ni atta dake ni hanashi ga tsukinakatta, có nghĩa là chính vì lâu lắm rồi mới gặp nhau cho nên là chuyện mãi không hết, nói với nhau rất là nhiều thứ không phù hợp. Số 4 là atatokoro. Vetatokoro mang nghĩa là sau khi làm thử A thì biết được một cái điều phía sau hoặc là có được một cái điều phía sau. Hoặc ví dụ như là senpai ni sodan shita tokoro yoi advice wo moraeta, sau khi trao đổi bàn bạc với tiền bối, với đàn anh ấy, thì tôi nhận được cái lời khuyên tốt chẳng hạn. Đây không phù hợp nhá, đúng phải là Ichiban. Tiếp theo chúng ta sang câu số 35 nhá. Ie no kinjo ni kodomo muke no dance school ga dekiru rashii. Open shitara musume o taiken lesson ni nanani to omotte iru. Ở gần nhà tôi ấy, thì nghe nói là sắp có một cái trường nhảy dành cho trẻ em được xây dựng, được thành lập này. Tôi đang tôi đang nghĩ, tôi đang có ý định là nếu nó mở ấy thì
con gái tôi lớp học trải nghiệm. Các bạn thấy 1, 2, 3, 4 thì để ý này, chúng ta có là musumeo đúng không? Trợ từ là trợ từ, chắc chắn chúng ta sẽ loại trừ được 1 và 3 đúng không? Chúng ta không thể để nguyên dạng thức động từ là động từ sanka suru, sankaste như này được. Nếu như là tham gia cùng con gái thì sẽ phải là musumeto, còn nếu là dạng musumeo như này thì nó phải là cái dạng thức sai khiến, có nghĩa là cho con gái tham gia. Đấy, nếu mà con gái tham gia thì phải là trợ từ ga hoặc trợ từ wa đúng không? Nhưng đây trợ từ o thì chúng ta sẽ loại trừ được ngay một với lại ba nhá, chúng ta sẽ không chọn. Vậy thì vấn đề là số 2 hay 4 các bạn đều thấy người ta để dạng thức thể sai khiến này là sanka sasete miyoka hay là sanka sasete miteyokata. Thì mọi người thấy ở đây là cái này nó sắp diễn ra đúng không? À, nó sắp mà thành lập. Đấy, nó chưa có điều đó cho nên chắc chắn chúng ta sẽ không thể chọn 4 được. 4 là gì đây? 4 là ngữ pháp teyokata, có nghĩa là thật tốt, thật mừng vì đã làm V, thật mừng vì tôi đã thử cho con tôi tham gia. Đã mở cửa đâu, đã thành lập đâu mà có điều đó. Đấy, chúng ta có thể nói là enuni goku dekite yokata, thật tốt, thật mừng vì tôi đã đỗ N2. Cái đó phải là đã xảy ra rồi nhá. Nhưng mà đây là chưa có làm nên chúng ta sẽ không chọn số 4 loại. Vậy thì chỉ phù hợp nhất là số 2 thôi. Đúng là 2. Sanka sasete miyoka có nghĩa là tôi gì nhỉ? Tôi sẽ thử cho con tôi thử cho con gái tôi tham gia xem thế nào là phù hợp nhất. Chúng ta sẽ lựa chọn phương án số 2. Tiếp theo câu số 36 này. Kamera ya de ở cái cửa hàng máy ảnh ấy, người khách hàng nói như sau. Kamera o umi ni otoshite shimatte, denggen ga hairanai desu. Naka ni mizu ga haitte shimatta yō na no desu ga. Khách nói là tôi đánh rơi máy ảnh xuống biển và bây giờ nguồn nó không lên. Hình như là ở trong có nước vào rồi. Người nhân viên nói như sau. Kaisui ga haitta. Shuri wa muzukashii kamoshiremasen ga ichio mite mimasu ne. Các bạn thấy nhá, ở câu của người khách ấy, người ta đã nói là có nước vào bên trong đúng không? Vậy thì người khách hàng, người nhân viên tiếp nhận câu chuyện. Đấy, nói là nếu mà nước vào bên trong, nếu như chúng ta học ở trong chương trình ngữ pháp N3, các bạn sẽ dùng ngữ pháp nara hoặc là no nara để tiếp lời đúng không? Như đây các bạn thấy này, không có cái nào là no nara hết. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ không thể dựa vào cái no nara ấy để chọn được luôn, mà nó sẽ là một cái mở rộng. Ngoài no nara, chúng ta có thể dùng no datara hay là no dereba. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn phương án đúng là phương án số 1 là chính xác nhá. Đấy. Chúng ta sẽ lựa chọn ichiban. No dereba tương tự như là no nara hay là no datara, được dùng để tiếp nhận tình huống. Đấy, đưa ra là à nếu như tình hình như vậy, nếu như tình huống như vậy thì tôi đưa ra ý kiến như thế này, tôi đưa ra phỏng đoán như này, tôi đưa ra cách giải quyết như thế này là phù hợp nhất, không phải là koto de areba, no de ate hay là koto de ate. Những cái này nó đưa ra để gây nhiễu cho các bạn thôi, các bạn chỉ được dùng cái số 1 nhá. Người nhân viên nói là nếu như nước biển vào ấy thì có lẽ là cái việc sửa chữa sẽ khó khăn đấy. Thế nhưng mà thôi thì tôi cứ thử xem thế nào. Tạm thời tôi cứ thử xem thế nào. Tiếp theo, câu số 37 này. Mẹ nói như sau nhá. Hikoshima de mada jikan wa aru kedo, chokuzen ni natte awate nai yō ni, nana ni nimotsu no seiri susumete okinasai. Mẹ bảo là cho đến lúc chuyển nhà ấy, thì vẫn còn thời gian. Thế nhưng mà để không bị gì đấy, để không bị hoảng hốt, không bị luống cuống, không bị vội vàng vào phút chót ấy, thì đằng sau này hãy gì nhỉ? Hãy tiến hành sắp xếp đồ đạc, hãy xúc tiến cái việc sắp xếp đồ đạc. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái dạng thức nào đây? Các bạn thấy có một là skoshi dake de ii no ni, đây là ngữ pháp ghép đúng không? Chúng ta có skoshi là một chút, nó sẽ ghép rất là nhiều thành phần vào với nhau này. Skoshi dake de ii no ni là dù chỉ đúng không? Dake là chỉ nhá. Thì
chỉ một chút đấy, DI nối nhị có nghĩa là dù chỉ một chút cũng được, vậy mà nghe rất là ngang đúng không nhỉ, không phù hợp với lại cái câu này nên là chúng ta sẽ không lựa chọn cái phương án số 1, loại 1 này. Số 2 là Scoshi da ke nara yotemo là gì đây, nếu chỉ một chút thì cũng tốt, dù vậy nghe nó cũng rất là không chuẩn xác đúng không. Cái này chúng ta sẽ dịch nghĩa câu số 3 này, Scoshi zutsu de ikara là gì nhỉ, à dù từng chút một thôi thì cũng được, nên là chính xác là phương án số 3 nhé các bạn nhé. Các bạn có scoshi là một chút, jutsu là từng chút thì scoshi jutsu DI có nghĩa là từng chút một thôi cũng được. Bởi vì vậy cho nên là làm đi. Đấy, nó dùng để làm gì? Nó dùng để khuyến khích hoặc nhấn mạnh rằng làm từng bước nhỏ vẫn là đủ, vẫn là ok. Nên là chúng ta sẽ lựa chọn phương án sam vàng. Câu số 4 là scoshi jutsu nara yokute là gì đây, nếu từng chút một thì tốt, cũng không phải luôn. Đây chúng ta phải dùng phương án số 3. Cái kara trong trường hợp này nó cũng không hẳn là dùng để diễn tả cái quan hệ nguyên nhân lý do đâu, không phải vì A nên B, mà cái kara đây nó dùng để diễn tả cái sự gì nhỉ, cái sự nhẹ nhàng mềm mỏng khi khuyến khích hoặc khuyên nhủ người khác. Đây, chúng ta sẽ lựa chọn phương án 3, có nghĩa là mẹ bảo là vẫn còn thời gian nhưng mà gì đây, để không bị luống cuống vào cái lúc gần đến giờ ấy thì sao, thì con cứ làm từng chút một đi cũng được. Đấy, con tiến hành cái việc sắp xếp dọn dẹp đồ đạc đi. Đúng, đây phải là số 3. Chúng ta sẽ loại trừ phương án số 4 nhá. Câu số 38 này. Gì nhỉ? Nhìn thấy các con số bắt đầu ngại ngại. 1896 năm đại会 Olympic に参加した国と地域の数は14だったが、2004年には200を超える。Cái số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia vào Olympic đầu tiên vào năm 1896 ấy là 14. Thế nhưng mà vào năm 2004 vượt 200. Các bạn sẽ xem cái ngữ pháp nào là phù hợp ở phía sau. Chúng ta có một là beki datta là lẽ ra nên, nó dùng để diễn tả cái sự hối tiếc là lẽ ra mình nên làm điều đó. Ví dụ như là motto chuisu beki datta, lẽ ra mình nên chú ý hơn, cẩn thận hơn, không phù hợp nhé. Cái này không phải diễn tả cái sự hối tiếc. Chúng ta sẽ loại trừ số 2, tsumuri datta, đã định, tôi đã dự định cái đó vậy mà lại không làm. Không phải, đúng không? Anata ni sono koto shiraseru tsumuri datta, tôi đã định báo cho cậu cái tin đấy vậy mà không phải này. Hokanagata nó dạng quá khứ của hokanai, nó là chỉ còn cách. Ví dụ như là sonotoki atarashii kikai o konyu suru hokanagata, vào lúc đó thì chúng tôi chỉ còn cách là mua cái máy mới. Cũng không đúng nhá. Vậy thì chỉ còn số 4 thôi, đó là made ni natta. Đấy, là đã đạt đến mức, đã trở nên. Chúng ta có thể thấy cái made là đến đúng nhỉ, đến mức. Chúng ta sẽ lựa chọn phương án số 4. Đến năm 2004 ấy thì đã đạt đến mức, đã trở nên là vượt 200 nước. Câu số 39. Chimu de no shigoto o smoothly susumeru ni wa member doushi no jubun na communication gì đó. Để gì nhỉ? Để xúc tiến công việc của team, của nhóm một cách thuận lợi, một cách trôi chảy êm đẹp ấy, thì cái sự giao tiếp trọn vẹn đầy đủ giữa các thành viên là làm sao đó. Các bạn thấy có nisginai là chỉ là không quá, không phải đúng không, không phải là chỉ là không quá, sai. Số 2 gakakase này không thể thiếu, đúng rồi, chúng ta chọn phương án số 2. Cái này không, cái này có thể coi là từ vựng được, không có ngữ pháp mà trong giáo trình thì nó không trình bày ngữ pháp n gakakase này, nhưng mà các bạn có thể coi là một cái ngữ pháp được mở rộng ra từ từ vựng nhá. Cái này là từ vựng chúng ta học rồi và chúng ta sẽ lựa chọn là số 2. Số 3 là no okage, no okage da có nghĩa là nhờ, không đúng đúng không? Okage chúng ta dùng trong việc là nhờ một cái sự việc hoặc nhờ một đối tượng nào đó mà chúng ta đạt được một cái điều tốt. Shiken ni gokuku dekita no wa sensei no okage da, tôi đỗ kỳ thi là nhờ giáo viên, nhờ thầy cô, không phải. Số 4 là tono koto da, là nghe lo, nghe nói đúng nhỉ. Ví dụ như là Daiketsu no taikai wa enki ni
là Tôn nộ của Todes, có nghĩa là nghe nói là cái kỳ đại hội tháng sau ấy thì đã bị hoãn lại. Không đúng, đúng nhất ở đây phải là số 2. Ngoài ra thì nó còn là kinh ngữ pháp này, để làm A thì không thể thiếu được cái điều gì đó phía sau nhé. Chúng ta chọn phương án số 2 là phù hợp nhất. Câu số 40. Kino atarashiku dekita yuenchi ni ita densha yori kuruma no hou ga hayai daro to omotte kuruma de itara hidoi jiutai de kaete jikan ga kakatte shimatta yahari densha de. Hôm qua thì tôi đã đi đến cái khu vui chơi vừa mới xây dựng. Tôi nghĩ là đi ô tô sẽ nhanh hơn đi tàu điện và tôi đã đi ô tô, đúng nhỉ? Và sau khi làm điều đó ấy, thì gặp bởi vì tắc đường khủng khiếp cho nên là cái thời gian nó lại tốn hơn. Và lẽ ra yahari quả là đen xà đệ à, bằng tàu điện. Vậy thì câu này là một câu mà người ta đang hối tiếc, đúng không? Rõ ràng là câu ở trên người ta bảo là tôi nghĩ là gì đây? Tôi nghĩ là ô tô nhanh hơn tàu điện và tôi đi bằng ô tô, vậy đằng sau người ta lại giá đi đen xà đệ, vậy người ta bảo là à lẽ ra tôi nên đi bằng tàu điện. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái nào là ngữ pháp mang tính chất như thế? Số 1 này. Ikeba yokatta. À đúng rồi. Đây là câu diễn tả cái điều ước nha. Lẽ ra tôi nên đi bằng tàu điện. Thế ba cộng với quá khứ có nghĩa là lẽ ra nên làm điều đó. Số 2 là ikuhazu datta, là chắc chắn đã, không phải. Nó dùng để diễn tả cái gì? Ví dụ như là kyoko ni wa sankha suru hazu datta no ni, đúng nhỉ? Lẽ ra tôi đã định tham gia cái chuyến du lịch đấy. Đấy, tôi cứ chắc chắn là mình sẽ tham gia chuyến du lịch đấy, vậy mà bla bla lý do phía sau nhá, không phù hợp. Số 3 là ikanakute sunda, ngữ pháp nakute sunda hoặc là zuni sunda, có nghĩa là không cần thiết phải làm V. Ví dụ như là kadan kara ochita dake ochita kedo ke ga shinakute sunda, có nghĩa là tôi bị ngã xuống từ cầu thang nhưng mà không có bị thương gì cả. Đấy. Nếu mà dịch theo cái động từ này có nghĩa là tôi không cần phải đi này, tôi đã không phải đi này, không đúng theo cái dạng thức ý nghĩa của câu. Loại trừ. Câu số 4 là ikitakute shikata ga nakatta, là các bạn được học ngữ pháp shikata ganai rồi, mang nghĩa là cực kỳ, đúng không? Vô cùng khủng khiếp. Khi mà đi với lại dạng tính từ đuôi y có nghĩa là cực kỳ. Đã rất, đúng nhỉ? Không chính xác nhá. Chúng ta phải lựa chọn phương án số 1 mới đúng. Tiếp theo câu số 41. Câu 41 này. Ofuku 2時間 no tsuki wo shiu ni いつか 40年間 tsuzuketa to suruto tsukin jikan wa yaku 2万 jikan de 2年以上 no jikan wo tsukin ni tsukau ということ にする、にしている、になる、và になっている。Câu này là một câu tương đối khó trong bài đấy các bạn ạ. Chúng ta cùng xem cái vế trước người ta nói gì. Người ta dùng ngữ pháp tô sư tô là giả sử này. Giả sử như, đấy. Giả sử như, đúng không? Giả sử như chúng ta tsuzuketa kê tà, chúng ta tiếp tục cái gì? Tiếp tục cái việc đi làm. Đấy. Tiếp tục đi làm với thời gian là gì đây? Với thời gian tốn mất là 2 tiếng, đúng nhỉ? Đấy. Một tuần 5 ngày như thế, từ thứ hai đến thứ sáu đấy, mỗi ngày mất 2 tiếng để đi làm trong vòng 40 năm đấy, giả sử như vậy nhá, thì cái thời gian mà tốn để đi làm như thế ấy, đấy thì chúng ta sẽ gì đây nhỉ? Nào thì cái thời gian mà tốn để đi làm như vậy đấy, thì làm sao đây, thì nó sẽ là khoảng tận 2 vạn giờ, tức là 20.000 giờ đấy. Chúng ta sử dụng gì đây? Chúng ta sử dụng thời gian là trên 2 năm dành cho cái việc đi làm. Đây là một cái gì nhỉ? Đây là một cái phép tính, đúng không? Đây là một cái phép tính toán. Vậy thì đây là một cái phép tính mang tính chất kết quả tự nhiên. Chắc chắn chúng ta sẽ không thể dùng nisuru hay nishiteru được. Bởi sao? Bởi vì nisuru hay là nishiteru ấy, nó dùng để diễn tả cái hành động, cái quyết định mang tính chất có chủ ý. Kore ni shimasu.
tôi chọn cái này đúng không? Đấy. Nhưng đây là kết quả của phép tính, nó không phải là ai đó chọn quyết định cái gì cả, nên là chúng ta không không lựa chọn một với hai nhá, chỉ còn Nina Rự và Nina Tây Rự thôi. Vậy vấn đề đây là cái nào đúng nhỉ? Chúng ta có Nina Rự là cái kết quả tự nhiên, còn Tây Rự là trạng thái hiện tại hoặc là quá trình thay đổi. Đấy. Ở đây là một cái phép tính, người ta đang giả sử như thế thì chưa có cái trạng thái hiện tại đúng không? Nên chúng ta sẽ không lựa chọn 4, loại trừ. Như vậy đúng đây phải là số 3 là chính xác. Giả sử thì có cái kết quả là như vậy, thành ra sẽ có cái chuyện như vậy xảy ra. Đúng đây phải là sa mạc là phù hợp nhất. Các bạn thấy khủng khiếp không? Một lượng thời gian cực lớn, nếu như là một ngày chúng ta đi làm, cái thời gian đi làm là 2 tiếng. Câu số 42 này. Đen qua đế ở trên điện thoại nhá. O tengo arigato gozaimasu. Kurokawa kensetsu egyo ka de gozaimasu. Cảm ơn đã gọi điện này. Đây là cái bộ phận kinh doanh của công ty xây dựng Kurokawa. Người B nói là Takashi-san wa irasshaimasu ka? Thế có Takashi-san ở đấy không? Shisure desu ga onamae o rất là xin lỗi nhưng mà gì đó, các bạn thấy có cái từ tên gọi đằng sau chúng ta sẽ cần phải điền. À, chúng ta thấy nhá, vậy thì khi người A mà nghe cái thông tin ấy thì người A hoàn toàn có thể nói theo kiểu là tôi có thể hỏi tên, tôi có thể nghe tên, hoặc là ngài có thể nói tên đúng không? Vậy chúng ta sẽ lựa chọn cái gì cho phù hợp? Các bạn xét từng trường hợp một. Một này, ukagattara ikaga desho ka? Các bạn có ikaga desho ka chính là dạng thức trang trọng hơn của do desu ka đúng không? Do desu ka. Vậy thì ngữ pháp tara do desu ka dùng để khuyên nhủ đối phương làm V. Vậy thì nếu mà chúng ta lựa chọn một đấy, có nghĩa là gì đây nhỉ? Quý vị thử hỏi tên xem thế nào, quý vị thử nghe tên xem thế nào, thì không phù hợp đúng không nhỉ? Mà đây lại là dùng cái động từ ukagau là khiêm nhường ngữ của động từ ki cự nữa, càng không phù hợp, nên chúng ta sẽ loại trừ một nhá. Tiếp theo chúng ta có câu số 2 này. Ukagatte mo yoroshii desho ka, có nghĩa là yoroshii desho ka là i desu ka. Đấy, vậy thì câu này là temo i desu ka, là tôi làm phê được không? Thì tôi hỏi tên được không? Tôi nghe tên được không? Chính xác đúng không? Phương án số 2 này. Xin lỗi nhưng mà tôi có thể hỏi tên quý vị là ai được không? Đúng nhỉ? Chính xác là số 2. Phù hợp về nghĩa cũng như là cách cấu tạo. Số 3 là otsutae shitara ikaga desho ka? Các bạn thấy là lại là tara ikaga desho ka, nhưng đằng trước lại dùng dạng khiêm nhường ngữ. Otsutae shimasu là không phù hợp, phải dùng tôn kính ngữ chứ. Loại này. Câu số 4 tương tự nhá, cũng không phù hợp. Chúng ta sẽ lựa chọn phản đúng là số 2. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem là những cái ngữ pháp này thuộc trình độ nào để gì nhờ, xem là thực sự là N2 người ta sẽ cho những kiến thức ở cái cấp độ nào để chúng ta ôn tập cho phù hợp. Câu số 42 rõ ràng các bạn thấy là cái này hoàn toàn được học ở chương trình N3 rồi đúng không? Cái này là chúng ta là kiến thức N3 nha. N3 này, thực ra có thể coi là N4 đấy. Động từ ukagau là khiêm nhường ngữ của ki cự chúng ta được học ở N4 rồi, nhưng thôi. Ghép rất là lằng nhằng như này thì thôi coi như nó là N3 đi. Câu số 41. Câu số 41 là chúng ta học ở chương trình N mấy đây? N mấy được học cái ngữ pháp cách dùng của Naru này? N3 đúng không? Câu số 40 dạng thức câu ước đúng nhỉ? Cái câu đưa ra một cái điều kiện đã xảy ra trong quá khứ, đây là N3. Kakasenai là từ vựng của N2 nhé. Cái này chúng ta sẽ coi như là N2 này. Mimikara đấy. Câu số 38. Madeni Nata. Ngữ pháp Madeni Nata được học ở chương trình N2. Skoshi jutsu de ikara. Cái này nếu mà chỉ nhìn vào cái cấu tạo ngữ pháp ấy, thì chúng ta có thể nói là N4. Đấy. N4 này, nhưng mà thật ra thì các bạn N4 chưa thể làm được những câu này đâu. Những câu này nó là những kiến thức đời sống thực tế nhiều hơn. Có thể coi là N0 cũng được, nhưng mà thôi, đây là dịch theo đúng nghĩa và cấu tạo thì sẽ là N4 nhá. Norea đề bà là N3.
Sangha Sachetemioka, cái này chắc chắn là N4 rồi. Takiri là N2. Toita là N3. Torehodo N2. Nanka N3. Như vậy là các bạn thấy là gần như là một nửa kiến thức sẽ là N2, đúng không? Có một số kiến thức của N3 và N4 mang tính chất được nâng cao. Đấy. Cái đề thi này thì nó cũng không có cái ngữ pháp của N1, có một số năm người ta cho cả ngữ pháp N1 và một số câu của N0, tức là những cái câu mà không có trong giáo trình mà buộc chúng ta phải biết trong đời sống thực tế nhá. Đấy là cái phần đầu tiên. Tiếp theo chúng ta sang phần số 2, môn đài 8. Đó là môn đài xếp câu, môn đài dấu sao. Câu số 43 này các bạn này. Sawara という魚は漢字の何と書く魚の一つだようにわかることから春を代用する。Chúng ta cùng xem qua cái câu mà người ta cho. Đây, cái loài cá mà gọi là Sawara ấy, viết là Hán tự là như này, các bạn thấy là chữ Hán nó là chữ ngư, là cá là bên bên tay trái và bên tay phải là gì nhỉ? Là chữ xuân, mùa xuân đây này. Loài cá gọi là Sawara ấy, viết là viết kanji là như thế này, là một loại cá. Chắc chắn là chúng ta sẽ có vế trước ấy, phải là một loại cá đại diện cho mùa xuân đúng không? Cái này chúng ta sẽ cho số mấy trước? Sakana no hitotsu. Cái này chúng ta sẽ cho số 4 trước. Đúng nhỉ? Các bạn đặt 4 trước nhá. 4 này. Đại hiệu Haruo Daiyo suru. Vậy tiếp theo chúng ta có gì? Chúng ta có yoni, wakaru và kotokara. Chắc chắn là yoni sẽ phải đứng như thế nào? Yoni. Trước yoni sẽ phải là một futsuke, một thẻ thông thường. Vậy thì đây chúng ta sẽ có wakaru, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ có đặt gì nhỉ? Số 2 là wakaru. Số 1 là Yoni. Vậy thì số 3 Kotokara đặt ở đâu? Kotokara đặt ở sau 1 hay là đặt ở trước 2? Đấy. Giả sử chúng ta đặt Kotokara ở sau 1 đi. Yoni Kotokara không thể, không ai nói là Yoni Kotokara được, đúng nhỉ? Vậy thì nó sẽ là trước 2 sẽ là phù hợp, bởi vì ca cự là một dạng thẻ thường, đúng nhỉ? Sẽ phù hợp đi với Kotokara. Kotokara. Này, chúng ta sẽ xếp được thứ tự đúng là 3, 2, 1, 4. Các bạn khoanh phương án số 2 nhé. Bởi vì dấu sao nằm ở số 2 này. Wakaru. Câu này có nghĩa là gì đấy? Cá Sawara, loài cá gọi là Sawara ấy. Thì giống như, đúng nhỉ? Yoni là như này. Như thể chúng ta biết được, như thể chúng ta thấy được từ cái cách viết kanji là như thế này. Nó là một loại cá mà tiêu biểu đại diện cho mùa xuân. Đấy, viết như này có nghĩa là cá này là cá có trong mùa xuân và đại diện cho mùa xuân. Câu số 44 này. Kaigi de no Nishiyama san no prezen wa fudan wa nakanaka subarashii katta gurai buchou ga homeru koto ga nai. Cái màn thuyết trình của Nishiyama ở cuộc họp ấy thì nó tuyệt vời. Này, nó rất là tuyệt vời. Các bạn thấy có trong các ngữ pháp có từ ra là đến mức đúng không? Vậy thì chắc chắn là nó sẽ phải đặt trước đây để diễn tả là nó tuyệt vời như thế nào, đến mức nào để cho người ta hình dung ra. Vậy thì chúng ta sẽ đặt số 1. Gurai ở đây. Đúng không? Nhá, một là gurai ở chỗ này. Tuyệt vời đến mức như thế nào? À, vậy thì các bạn thấy về những cái từ còn lại nhá. Bucho á là trưởng phòng này. Homeru là khen này, Homeru Kotoganai là hiếm khi khen này. Đấy. À, đằng trước lại có Fudawa Nakanaka. Đang để dạng thức là Nakanaka, vậy thì đằng sau ngay nó sẽ phải là dạng phủ định đúng không? Chúng ta sẽ đặt mấy? Chúng ta đặt 4 ở trước. Số 4 ở ngay sau Fudawa Nakanaka. Homeru Koto
Ganai có nghĩa là bình thường hiếm khi khen. À, vậy thì ai là người bình thường hiếm khi khen? Chúng ta sẽ cho hai ở đây đúng không? Bucho ga. Và cuối cùng chọn cho ba Homeru. Ở đây là phù hợp đúng nhỉ? Là chúng ta xếp được vị trí đúng là 4 2 3 1. Các bạn khoanh phương án số mấy đây? Phương án số 3 nhá. Homeru. Cái bài thuyết trình của anh Nishiyama ấy trong cuộc họp thì nó xuất sắc đến mức vừa là đến mức mà trưởng phòng người bình thường hiếm khi khen ngợi cũng phải khen ngợi. Tiếp theo câu số 45 này. Onaji kion wa okiku kawaru. Cùng một cái nhiệt độ cái gì đó thay đổi lớn này. Kanjikata là cách cảm nhận. Demo cho dù này. Ondo ya kaze no tsuyosa nado cái gì nhỉ? Cái này chắc là phải xịt chữ độ thì đúng hơn, chắc không phải, chắc là đánh sai đấy. Bởi vì là kion đây là đã là nhiệt độ không khí rồi, lại ôn độ thì lại giống nhau rồi, chắc là xịt chữ độ là cái độ ẩm. Xịt chữ độ ya kaze no tsuyosa nado niyotte là tùy thuộc vào. Cái này thì chúng ta hoàn toàn dịch nghĩa để chúng ta lựa chọn được đúng không? À, chúng ta sẽ có demo, nó sẽ ở đằng sau một danh từ mà đây có danh từ là kanjikata và onaji kion đấy. À, chúng ta sẽ thử lắp ghép cái từng từ này theo nghĩa để chúng ta lựa chọn đúng nhỉ? Đó là dù là nhiệt độ giống nhau đấy, dù là nhiệt độ giống nhau. Vậy chúng ta sẽ lựa chọn cái gì đây? Chúng ta sẽ lựa chọn số 2 đằng sau onaji kion đúng nhỉ? Đấy. Tiếp theo là chúng ta có gì? Chúng ta có niyote. Niyote tùy thuộc vào cái A mà cái B thay đổi. Đấy. Vậy tùy thuộc vào độ ẩm và độ mạnh của gió mà cảm giác thay đổi, hay là tùy thuộc vào cảm giác tùy thuộc vào cách cảm nhận mà cái nhiệt độ và độ ẩm thay đổi, chắc chắn là chúng ta phải là tùy thuộc vào cái độ ẩm và độ mạnh của gió đúng không? Chúng ta sẽ cho 3 nhá. Xịt độ. Dạ. Kaze no tsuyosa nado. Số 4 là niyote. Và số 1 đúng không? Là kanjikata. Ở đây các bạn sẽ xếp được là 2, 3, 4, 1. Các bạn lựa chọn phương án số 4, Niyote. Đấy. Có nghĩa là ngay cả khi nhiệt độ giống nhau thì cảm giác, đúng nhỉ? Kanjikata là cảm giác hay là cách cảm nhận của chúng ta ấy, cũng thay đổi rất là lớn tùy thuộc vào cái độ mạnh của gió cũng như là độ ẩm. Chẳng hạn nhé, cùng là 35 độ đi. Đấy. Nhưng nếu mà độ ẩm cao ấy thì cực kỳ khó chịu, oi bức hầm hập. Độ ẩm thấp hơn một chút thì nó sẽ dễ chịu hơn. Đấy, kiểu thế. Hay là nhiệt độ cao mà có gió ấy. Đấy, có gió mạnh có đôi khi nó tạo ra cái cảm giác mát. Câu số 46 này. Yamagawa Daikai Anime Kenkyu Kai wa gì đó để kita đan tay đọc. Gakusei ga atsumatte anime ga suki de tamaranai という. Cái câu lạc bộ nghiên cứu anime của trường đại học Yamakawa ấy, nó là một cái đoàn thể, là một cái tổ chức được thành lập. Các bạn thấy đằng trước nó có những cái từ như là sinh viên này, tập trung này, anime này, cực kỳ thích đúng không? Vậy chúng ta bóc tách từng phần một nhé. Thứ nhất, chúng ta có suki là thích, vậy là phải là thích cái gì đúng không? Vậy chắc chắn là chúng ta sẽ phải có là ba sẽ đứng gì nhỉ? Ba sẽ đứng sau bốn, các bạn sẽ xếp ba nha. Ba là anime ga, bốn là suki de tamaranai có nghĩa là cực kỳ thích đúng không?
thích không chịu nổi. Tôi ư? À vậy đằng sau sẽ là một cái đối tượng đúng nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ có một là cứ xê gợ. Đấy. Mà có một là gạc xê gơ thì chắc chắn sẽ là phải là các cái sinh viên này nó tập hợp tập trung lại, vậy là sẽ phải là hai. Hatsumate. Các bạn sẽ lựa chọn phương án số mấy đây? Phương án số 1. Gạc cứ xê gơ. Câu lạc bộ nghiên cứu anime của Đại học Yamanakawa ấy là một cái tổ chức được thành lập bởi tập hợp các sinh viên cực kỳ yêu mến, cực kỳ yêu thích anime. Tiếp theo chúng ta sang câu 47 này. Kaisha no imai ii senpai wa jibun wa misu ga oi to itsumo iteru ga yo ni mieru. Tiền bối imai ở công ty tôi ấy, thì lúc nào cũng nói là bản thân còn rất là nhiều lỗi đấy, rất là hay nói là anh ấy mắc nhiều lỗi. Thế nhưng mà trông như này, các bạn thấy ngữ pháp yếu như mía là trông như thể nhá, chắc chắn là đứng trước nó sẽ phải là thể thường. Vậy chắc chắn là các bạn sẽ phải cho mấy đây? Các bạn phải cho số 2 này, copy cho nó nhanh. Số 2 đứng trước cái yếu nhị mía đấy. Đó là gì nhỉ? Trông như là cái gì cũng làm tốt, cái gì cũng làm hoàn hảo. Vậy còn một là người mới. Watashi kara suruto là từ nhận định của tôi, từ góc nhìn của tôi. Wakaranai koto bakari là toàn những điều chưa biết. Vậy thì chúng ta sẽ xếp theo cái ngữ nghĩa như nào? À, từ quan điểm của tôi đúng không? Từ góc nhìn của tôi, một người mới và toàn những điều chưa biết. Vậy thì chúng ta sẽ xếp thế nào? Chắc chắn là chúng ta sẽ phải có cái số 3 đứng trước này. Watashi kara suruto. Đấy. Nhá. Từ quan điểm của tôi thì tôi thấy anh ấy cái gì cũng làm được, cái gì cũng làm hoàn hảo. Vậy tiếp theo chúng ta có Wakaranai koto bakarino, đúng không? Bakarino đang cần bổ nghĩa cho danh từ phía sau. Vậy thì 4 sẽ phải trước. Câu này nó dài quá. Chúng ta sẽ có 4 ở đây. Vậy thì còn số 1. Đúng nhỉ? Số 1 đặt ở đầu tiên. Shinjin de. Đấy. Tôi là một người mới và toàn những điều chưa biết nhé. Người ta dùng dạng thức để nối. Đây. Chúng ta lựa chọn phương án số 3 là phần chính xác. Anh Imai ở công ty thì thường nói là bản thân hay mắc lỗi. Nhưng mà từ góc nhìn của tôi, một người mới và chưa hiểu biết nhiều thì anh ấy có vẻ như làm mọi việc một cách hoàn hảo. Những cái kiến thức ở trong những cái bài dù sao này thì thường nó tầm N3 thôi. Xếp câu nó không có nhiều ngữ pháp quá khó. Câu ví dụ câu số 3 này, Karasuruto là ngữ pháp N2 này. Này. N2 nhá. Câu số 1 thì là ngữ pháp N mấy? Tamaranai là ngữ pháp N2 đúng không? Niyote là ngữ pháp N3. Gurai đến mức đến cỡ là N3 này. Kotokara là N mấy? N3. Đấy. Nhưng mà nếu mà quên thì cũng là coi như là N1, N0 đúng không? Chúng ta cần phải ôn tập rất là kỹ lưỡng thì mới không bị quên. Rồi tiếp theo chúng ta sang môn đai số 9, môn đai cuối cùng của phần ngữ pháp. Cũng là phần mà các bạn cảm thấy khó nhất. Có khi là đến bây giờ vẫn có bạn cho rằng đây là phần đọc hiểu đấy. Đây không phải đọc hiểu nhá, đây là ngữ pháp. Đấy, bạn lưu ý. Thì những cái phần này có thể làm nhanh được, các bạn không cần thiết phải đọc hết. Ví dụ bây giờ chúng ta cùng xem cái cách làm nhanh là gì. Tựa đề của bài là Koyo no Ihen. Có nghĩa là cái gì nhỉ? Cái sự thay đổi bất thường, cái hiện tượng bất thường ở lá đỏ. Các bạn cùng xem câu 48 nhé. Câu 48 này. Câu 48 người ta đang để
một từ chúng ta cần phải điền là Sokono Koyo, Sona Koyo, Sochira và Koyo. À, các bạn thấy nó là gì? Nó là cái lá đỏ ở ở đó, cái lá đỏ như thế ở phía đó, hay là chỉ là lá đỏ không có bất kỳ một cái gì đi kèm thêm. Mọi người thấy rõ ràng là ở câu trước ấy là người ta đã nhắc đến đúng không? Người ta đã nhắc đến là Aki no Koyo, này, Nihon no Shiki no Henkawa wo kanji saseteくれる mono desu. Đúng nhỉ? Lá đỏ người ta đã trình bày ở cả đoạn trước rồi. Cho nên ấy, không thể nào mà chỉ trình bày mỗi cái từ Koyo xuất hiện lần đầu tiên được. Loại này. Sochira là ở thì nhờ, ở phía đó cũng không phải. Đấy. Ở Sokono Koyo, lá đỏ ở chỗ đó cũng không đúng đúng không? Thể hiện tính chất chúng ta phải dùng là Sona Koyo nhá. Sona là để diễn tả cái tính chất như thế. Các bạn lựa chọn phương án số 2. Người ta đã trình bày tính chất của lá đỏ rồi và người ta nhắc lại ở đoạn sau thì phải dùng Sona Koyo mới là phù hợp nhất. Đi bằng. Tiếp theo câu số 49, mọi người thấy đứng đầu một câu thì đây sẽ là liên từ chúng ta sẽ cần phải gì nhỉ? Chúng ta sẽ cần phải dựa vào cái mối quan hệ về ngữ nghĩa giữa hai vế trước sau. Các bạn cùng xem cái câu trước người ta nói gì nhá. Watashi wa natsu ga sugite kion ga sagatte kureba kanarazu koyo ga hajimaru to omotte imashita. Tôi ấy, thì đã luôn nghĩ là khi mà mùa hè qua đi, nhiệt độ giảm xuống thì nhất định là sẽ bắt đầu mùa lá đỏ. Sore wa arimasen deshita. Nhưng mà không phải như thế, đúng không? À, vậy thì đây thì vừa dịch là nhưng mất rồi. À, tôi nghĩ như vậy, nhưng mà không phải như vậy, chắc chắn là phải một cái ngữ pháp diễn tả cái gì nhỉ? Một cái liên từ diễn tả cái sự đối lập giữa hai vế đúng không? Kết kiêu cự là kết cục, không phải tashika ni quả thực. Shikashi là tuy nhiên, sumari là có nghĩa là không phải nhá, đúng đây phải là số 3. Đấy, các bạn chọn được là số 3. Rất là đơn giản đúng không nhỉ? Tiếp theo chúng ta sang câu số 50 nhá. Câu 50 các bạn nhìn thấy này, đều là hajimaranai nhưng mà nó khác nhau ở cái đuôi là no desu, tame desu, no desu ka hay là tame desu ka. Bây giờ các bạn cùng xem cái câu số 50 người ta nói gì nhá. Aki ni natte mo saite kyon ga itte no kyon made sagaranakereba koyo wa, dù sang thu ấy nhưng mà cái nhiệt độ thấp nhất nếu nó không đạt đến một cái mức nhất định thì lá đỏ sẽ không bắt đầu, mùa lá đỏ sẽ không bắt đầu. Vậy thì chúng ta cần phải xem cái câu đằng trước xem là nó có mối quan hệ với nhân quả không nhá. Câu trước người ta nói này, hoa no henshoku ga hajimaru no wa ichinichi no saite kyon ga daitai 8 do ika ni natte kara desu. Có nghĩa là cái hiện tượng thay đổi màu sắc ở lá ấy, nó xảy ra, nó bắt đầu khi mà cái nhiệt độ thấp nhất trong một ngày nó từ 8 độ trở xuống. Rõ ràng không hề có cái mối quan hệ nhân quả ở câu trước với câu sau đúng không? Nên là các bạn sẽ loại ngay được số 2 và số 4 là ta mẹ đúng nhỉ? Ta mẹ là vì vậy. Đấy, không phải nhá. Hai câu này nó đang ý nghĩa nó mang tính chất về sau là nó mang tính chất mở rộng thêm đúng nhỉ? Chứ không phải là mang tính chất là giải thích quan hệ nguyên nhân kết quả nên là chúng ta sẽ loại 2 với 4 vậy còn 1 với 3. Số 3 lại là dùng cái dạng thức thể hiện sự nghi vấn, no desu ka, liệu có phải là không phải. Cái đây là mang tính chất khẳng định luôn, chúng ta phải chọn phương án số 1. Hajimaranai no desu, đúng nhỉ? Đấy. Đằng trước người ta bảo là cái lá đỏ nó chuyển màu. Cái lá nó chuyển màu ấy khi mà nhiệt độ thấp nhất trong một ngày nó là từ 8 độ trở xuống. Đấy. Nên là gì nhỉ? À không phải nên là thì thành quan hệ với nhân quả rồi. Và dù gì nhỉ, dù là mùa thu đi chăng nữa nhưng mà cái nhiệt độ thấp nhất ấy nó không đạt đến một mức nhất định thì cái lá đỏ sẽ không xảy ra, cái hiện tượng chuyển màu sẽ không xảy ra nhá. Hajimaranai no desu, no desu mang tính chất nhấn mạnh, chúng ta sẽ lựa chọn phương án số 1. Tiếp theo còn câu số 51 là câu cuối cùng, là cũng ở đoạn cuối luôn này. Các bạn thấy người ta nói là koyo toshite ondan ka ga mijika na mondai de aru koto yori tsuyoku. Thông qua, các bạn lưu ý nhé, cái ngữ pháp thông qua ấy, thì thông thường đằng sau nó sẽ là những cái diễn tả, cái nhận thức, cái kết quả có được thông qua cái lá đỏ ấy thì cảm nhận này, mọi người nhìn thấy đều là từ cảm nhận, nhưng mà này số 1 này
Teiru Kara là bởi vì đây không có quan hệ nguyên nhân kết quả, chúng ta loại trừ. Kanji Daireru là có thể cảm nhận được, có vẻ là đúng rồi nhưng lại có tụ Kuroda, đúng nhỉ? Không phù hợp. Kanji Saseru Koto Ga Dekimashita, làm cho, có thể làm cho cảm nhận. Đây là mình cảm nhận chứ không phải làm cho ai đó. Nên là chúng ta sẽ lựa chọn phương án số 4 là phương án chính xác. Đấy. Trở nên có thể cảm nhận được. Trước đây tôi không cảm nhận được nhưng mà nhờ hiện tượng lá đỏ tôi trở nên cảm nhận được. Hoàn toàn phù hợp với ngữ nghĩa và ngữ pháp. Nên chúng ta lựa chọn 4 là phương án chính xác. Đó là cách làm nhanh. Tất nhiên là để làm nhanh như vậy thì các bạn cần phải tích lũy rất là nhiều kiến thức. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ thử đọc toàn bộ bài này để xem là nó nói gì nhá, cũng như là tìm hiểu thêm cái kiến thức về cái lá đỏ, một cái điều, một cái thứ rất là thú vị, rất là đặc trưng, rất là đẹp của mùa thu Nhật Bản. Watashi wa Nihon no aki no keshiki ga suki desu. Tôi thích cái phong cảnh mùa thu Nhật Bản này. Aki ninatte koyo ga hajimari, ryoku datta ha ga kiiro, orange, aka ni kawaru to totemo kirei desu. Sang thu này thì mùa lá đỏ bắt đầu, những cái lá mà màu xanh ấy nó chuyển sang màu vàng, màu cam và màu đỏ rất là đẹp. Cái lá đỏ mùa thu nó là một thứ mà khiến cho tôi cảm nhận được cái sự thay đổi bốn mùa của Nhật Bản. Lá đỏ là như vậy đấy. Thế nhưng mà sao? Thế nhưng mà senjitsu terebi de koyo ga peak o mukaeru jiki ga nennen osoku natteiru to という news を見ました。Thế nhưng mà mấy hôm trước ấy, thì tôi đã xem một cái bản tin nói rằng là gì đây nhỉ? Nói rằng cái thời kỳ mà mùa lá đỏ nó đạt đỉnh, peak cự là đỉnh nhá, có nghĩa là cái lúc cao trào nhất ấy, thì nó đang mỗi năm nó đang ngày một chậm dần. Nakaniwa Ichigatsu ni natte kara peak o mukaeta tokoro mo aru so de odorokimashita. Và gì nhỉ? Và trong đó ấy nghe nói là có một số nơi đấy đạt đỉnh từ sau tháng 1, sang tháng 1 rồi mới đạt đỉnh. Sang tháng 1 là sang mùa xuân rồi đúng không? Bắt đầu sang xuân rồi mới bắt đầu có lá đỏ thì nó cũng hơi muộn thật, nên khiến tác giả rất là ngạc nhiên. Ondanka niyotte heikin kiyon ga shoujo shiteru koto ga oki na geinin da to oki na geinin da so desu. Nguyên nhân chính ấy là do hiện tượng ấm lên toàn cầu dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ trung bình. Watashi wa natsu ga suki sugite kyon ga sagatte kureba kanarazu koyo ga hajimaru to omotte imashita. Tôi đã luôn nghĩ rằng khi mùa hè qua đi và nhiệt độ giảm xuống, mùa lá đỏ chắc chắn sẽ bắt đầu. Shikashi, so de wa arimasen deshita. Koyo ni wa jouken tonaru kyon no henka ga arimashita. Tuy nhiên thực tế thì không phải là như vậy. Đã xảy ra một sự thay đổi nhiệt độ vốn là điều kiện cần để xảy ra quá trình chuyển màu của lá đỏ. Đây. Sự thay đổi màu sắc của lá bắt đầu khi nhiệt độ thấp nhất trong một ngày giảm xuống khoảng 8 độ. Dù là mùa thu nhưng nếu mà nhiệt độ thấp nhất nó không giảm xuống một mức nhất định thì lá sẽ không chuyển màu. Đấy, hiện tượng lá đỏ sẽ không xảy ra. Sono ato sarani samukunari 5, 6 độ まで下がると紅葉は一気に進みます。Sau đó khi trời trở nên lạnh hơn, giảm xuống đến khoảng 5 đến 6 độ thì cái hiện tượng lá đỏ sẽ diễn ra rất nhanh, sẽ tiến triển nhanh chóng. Mà ta 5 độ以下の日が続くと最も美しい紅葉が見られると言われています。Và người ta cho rằng ấy, nếu những ngày có nhiệt độ từ 5 độ trở xuống nó kéo dài thì có thể nhìn thấy lá đỏ đẹp nhất. Koyo ni okiteru ihen o shiri, kono mama ondanka ga susumu to, Nihon no aki no keshiki ga kawatte shimau kanose mo aru no dewa nai ka to omoimashita. Biết được cái hiện tượng bất thường xảy ra ở lá đỏ đã khiến tôi nghĩ rằng nếu như cái hiện tượng ấm lên toàn cầu nó tiếp tục diễn ra như thế này thì có lẽ là cái cảnh sắc của mùa thu Nhật Bản nó sẽ biến đổi, nó sẽ thay đổi. Moshikashitara koyo jitai ga mirare nakunaru hi mo kuru kamoshiremasen. Và biết đâu một cái ngày, ngày mà không còn nhìn thấy được cái lá đỏ, cái hiện tượng lá chuyển màu nó đến thì sao? Và thông qua cái lá đỏ ấy
thì tôi đã bắt đầu cảm nhận được mạnh hơn rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu là một vấn đề rất là mizika, một hiện tượng rất là gần gũi. Đó là cái nội dung của toàn bộ bài này nhé. Nếu các bạn có thể đọc và dịch toàn bộ để làm thì tốt, mà nếu không thì các bạn hãy lưu ý tiết kiệm thời gian để làm những môn bài khác. Vậy thì như chúng ta thấy, đề ngữ pháp này vẫn tương tự như các đề ngữ pháp từng thi trước đây thôi, không có sự thay đổi quá nhiều về kiến thức cũng như là độ khó. Thế sẽ đánh giá là mức độ tương đương. Đề tháng 7 năm 2024 ấy có phần từ vựng và ngữ pháp tương đương các năm trước, nhưng đọc hiểu là khó hơn. Phải khẳng định một điều là như vậy. Đấy, nên là mọi người lưu ý nhé, đọc hiểu càng ngày càng khó hơn. Cố gắng làm thật tốt. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy luôn theo dõi ủng hộ anh CC. Và nếu các bạn cảm thấy khó khăn khi học một mình thì có thể liên hệ với CC để tham gia các lớp học online trực tuyến. Ở đấy chúng ta có thể tương tác trực tiếp cũng như là giải đáp các thắc mắc. Hẹn gặp lại các bạn trong các video bài học sắp tới.